Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây và hôm nay mình sẽ nói giọng miền Bắc cho 24 giờ. Có giọng Bắc nghe có ổn không? Được, nghe nói được. Đúng là một thử thách quá là khó và mình kiểu hơi bị lố nữa. Được không ạ? Đây là thịt lợn. Quá là sáng khoái. Mắm tôm. Đây là bộ phận gì của con heo, con lợn? Và cái kết thì mình có ổn không? Ok và thôi nào. Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây và và hôm nay mình sẽ làm 24 giờ nói tiếng Bắc ở Hà Nội. Hà Nội vlog. Ok, đi thôi nào. Quên phải nói giọng Bắc. Đi thôi nào. Mong là mình không bị lộ giọng Nam nữa. Đây là bộ đồ của mình hôm nay, nhìn khá là bánh bèo. Xến quá. Bữa các bạn người Bắc của mình đã chỉ mình câu này. Quá là xến. Người Nam nữa. Không ổn. Trưa nay chúng mình sẽ đi ăn với một người Hà Nội, phải không? Không, với một người Hà Nội ăn bún đậu mắm tôm. Hả? Mình hiểu. À, mình đã bị lộ giọng Nam nữa rồi. Chạy xe đến bún đậu thôi, tới nơi rồi. Chúng mình gần tới chỗ ăn rồi. Ôi, chưa nói giọng Bắc như thế nào? Chúng mình đang ở chỗ ăn rồi, hoặc gần tới chỗ ăn rồi. Chúng mình đã nhảy xuống cái đường này, mình tự tin lắm là đúng đường luôn. Kiểu mình còn nhảy chung tưng nữa, nhưng ai nhảy ra nó sai đường. Where? Ủa, nhà hàng đâu rồi? Kêu nó ra đó. 15 phút mù đường sau. Chúng mình đã tới nơi. Wow. Và bây giờ mình sẽ thử gọi món bằng tiếng Bắc. Lúc mình tới thì hai bạn đã gọi món rồi, nên giờ mình sẽ thử gọi nước bằng tiếng Bắc. Bây giờ người Bắc bản xứ sẽ chỉ mình nói tiếng Bắc. Cho con bún chả tắc. Chắc không ổn đâu, mình ngại nói với cô nhân viên quá. Mình là cô ấy chuẩn bị tới rồi, bây giờ mình phải gọi cổ thôi. Dạ. Cô đã bỏ chay. Cô quay lại. Và cô đã bỏ chạy tiếp. Mình tính nói dạ cho con bốn cốc trà ta, nhưng mình mới nói được thì cô đã bỏ chạy. Sao bị lơ rồi? Nó lên quá cái đũa luôn rồi. Dạ, nhưng bây giờ mình nhục quá, làm sao đây? Bây giờ mình sẽ thử gọi món bằng tiếng Bắc. Mong mình lần thứ hai này sẽ ổn hơn. Ok, I'm ready. Dạ. Người vội vàng bước qua. Em xuống nhé. Mình đã chờ. Dạ cô ơi. Sáng sàng. Dạ cô ơi, cho con một bốn cốc trà tắc ạ. Hình như nó gọi trà tắc. Ok, tôi đi đây. Nó hiểu. Được không? Cô có hiểu tiếng Bắc của Jenny Huỳnh không? Không biết rồi nha. Đây là bún đậu mắm tôm. Nhìn giống như là mình đang chụp hình quảng cáo bún đậu mắm tôm nhỉ? Mua ngay chỉ có 99k thôi. Dạ. Trà tắc. Dạ con cảm ơn cô. Mình nghe giống chị Google dịch không các bạn? Google dịch quá. Ok. Đây là cốc trà tắc phải không? Trà tắc. Không sao hết. Ok. Đầu tiên làm gì? Tiếng Anh chút nào học trên Duolingo cũng được. Mẹ hướng dẫn Jenny pha mắm tôm. Ok. Đầu tiên là đường. Chút xíu. Cho một chút xíu vào. Chút xíu đường. 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 Và tiếp theo. Cái tắc à? Tắc. Quýt hay tắc? Ủa các bạn nói quýt hay tắc hả? Quýt. Quýt. Hình như người Bắc nói quýt. Hello cô, quả là quýt. Mình thấy miền Nam mình thường cho chanh vào mà. Đánh đều đi, người ta đánh mắm tôm á. Đánh mắm tôm. Yeah. Ok, đánh quá là đều. Dạ. Ủa làm sao? Làm gì ạ? Cái này mà lại lộ tiếng Nam nữa rồi. Cái này mà đổ lên áo là chắc chết luôn ý. Đúng. Mình nói tiếng Bắc kiểu là tốc độ nó chậm hơn gấp 3 lần á. Mùi nó dữ lắm. Dữ lắm à? Hello cô. Sau khi mà ăn á mà không nhai kẹo cao su á. Dạ. Đánh bông lên. Hello cô. Ủa cái này bông nổi chưa? Chưa, nó phải có cái bọt trắng này này. Ủa ổn chưa? Hình như ổn rồi. Xong rồi làm gì? Mới là ăn được thôi. Ủa ăn như thế nào? Lại tiếng Nam nữa. Ăn như thế nào? Ok, nhưng bạn ấy đã nghĩ ra một ý kiến này. Bây giờ Haji sẽ nói tiếng Nam và Jenny sẽ nói tiếng Bắc. Bây giờ tụi mình sẽ chấm từng cái một vô. Hiểu à? Lại lộ tiếng Nam nữa. Thiệt à. Jenny muốn ăn gì chứ? Jenny muốn ăn chả cốm. Chả cốm gì mà tưng tưng ấy à? Phải chấm. Chấm mắm tôm. Chấm mắm tôm rồi ăn thôi. Nó hơi mặn á. Quá là mặn, quá là thúi. Nhưng không sao hết. Miệng mùi mắm tôm luôn. Một chút xíu rồi. Lần này chấm chút xíu như lần hồi nãy là mặn chết luôn á.
Madam. Còn đây là cái gì? Chẳng biết luôn. Anh đào. Cái gì đó, cái bộ phận gì đó của con heo. Thì cũng chẳng biết đây là cái mô cái tê gì nên mình sẽ thử hỏi cô nhân viên là đây là cái gì bằng giọng bác. Bộ phận nào của con heo thế? Okay, mình đã thử gọi cô nhân viên nhưng không ai để ý mình hết. Nhục quá. Dạ cô ơi. Cô ơi, cho con hỏi cái này được không ạ? Đây là bộ phận gì của con heo? Đợi khoai người miền Bắc nói lợn mà. Con lợn. Dạ dày ạ. Ok, dạ cảm ơn cô. Mình sao không bao giờ hỏi câu hỏi nữa được đâu, trời nhục quá. Dạ dày. Nó quá là giòn, giống như là nhai cao su. Ở ngoài Bắc thì người ta gọi là đậu rán. Đậu rán. Yeah. Đậu rán. Nó giòn giòn, ngon ngon, đã đã. Đây là cái gì? Bỏ tay. Đây là cái gì thế? Hả? Cứ cho vào miệng thôi. Cái gì thế? Mình không chẳng biết đây là cái gì luôn ý. Tiếc. Hoặc là gan. Đây là dồi này. Dồi à? Đây là dồi. Mọi thứ đều ok hết. Bây giờ các bạn đang sâu sẽ thử. Đây là lần đầu tiên chơi Jisa. Thử bỡ. Bún đậu mắm tôm. Get go. Đây là hữu cái mắm tôm thường thức nè. Ăn đi, ăn đi. Có ổn không? It tastes better than it smells. Yeah. Say in nhóc bác. Ngon hơn là... Ngon ăn á. Ngon hơn là cái mùi. Ngon hơn là cái mùi. Hơn là cái mùi. Mắm tôm quá là thơm đi mà. Bây giờ nhớ hết thôi và trong lúc mình đang chấm bún và mắm tôm thì... No. Nó rốt rồi hả? Yeah. Oh god. Nên mình đang nhanh nhanh lấy tờ giấy và lau nó ra hơn thế của nó bị xong phim luôn. Tình hình thì nó cũng đã hơi xong phim rồi. Thì bây giờ chúng mình đã nhảy lên xe. Hai bạn kia thì có xe riêng rồi. Bye. Nhưng bây giờ chúng mình sẽ đi đến một nơi đặc biệt nữa. Mình đi sát thiết. Đi cái chùa màu đỏ. Có cái cầu màu Ngọc. Đỏ. Đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn. Ừ. Ok, cái đền chứ không phải cái chùa. Bye bye. Và bây giờ chúng mình sẽ gặp nhau ở đó. Lát nó sẽ đi ngay thôi này nữa. Và chúng mình mới vô tình gặp một anh bạn ở ngay chỗ bún chả. Mới gặp vài ngày trước. Nói chung gặp anh ấy hơi bị nhiều đúng không? Hello. Wait on, actually 0.5. Bây giờ chúng mình đang đi bộ tại phố đi bộ Hoàn Kiếm. Phải không? Đợi khoan lộ giọng Nam rồi. Yeah. Phải không? Phố đúng đi rồi. Bộ Hoàn Kiếm. Ủa nó có đúng không? Đi giữa đường cho xe tông. Nhưng ở đây không có xe. Tao đụng mày chứ. No. Wow. Bây giờ mình sẽ thử mua vé vào đền và nhậu bác. Ok. Dạ cho con vé hai người lớn ạ. À 4 người lớn ạ. 4 người lớn 120 ạ. Dạ. Khoản ạ. Vâng. Mình đang bắt đầu chảy rồi. Mình đã có vé. Nóng quá nên cái quạt đã được quốc ra. Và đây là đền Ngọc Sơn, các bạn đi chưa? Đưa vé cho chú ấy và vào thôi. Wow. Đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá. Nhưng các bạn biết lần trước mình đi chỗ này là phải gọi là mình quá là teo luôn á. Teo nữa mà vẫn còn mặc áo mấy con My Little Pony. 7 năm đã trôi qua rồi, mình có khác gì không các bạn? Vẫn mặc cái áo xanh. Nhưng xanh của mình bây giờ nó bánh bèo hơn. Sơn sẹn. Mình đang nhìn cái cầu màu đỏ. Dạ. Quá là đẹp. Nhưng bây giờ mình đang chết. Oh my god. Có bao nhiêu em? Có 2 em. Không biết còn bao nhiêu quả bên nữa ha. Ủa chú có ổn không? Nhìn bye bye em. Hello. Nóng quá đi. Chết mất. Nhưng bây giờ chúng mình đã vào cái đền này có con rùa. Cụ rùa chắc quá là lớn tuổi luôn. Bây giờ mình sẽ thử đọc cái này bằng tiếng Pháp. Không ổn rồi nha. Giới thiệu rùa Hồ Gươm. Trong văn hóa dân gian mùa này. Nghe giống máy đọc chứ không phải người đọc nữa. Tượng rùa gắn liền với sự hài hòa của This is the đẻ trứng lady, right? I give up. Right? Hello cho các bạn, đây là gì đó? Đây là tháp rùa. Yes. Nóng quá, mình đang chết. Nhưng hên quá, con ấy đã cầm theo cái quạt để giải cứu mình. Thank you. Mát quá, mấy con cá nó ghê quá. Mình quá là sợ cá. Rồi chúng mình đã đi dạo cầu màu đỏ tiếp và chụp hình. Nhưng cái máy hình của bạn mình nó hơi bị hư á. Hồi sau các bạn coi như là nó có cái phong cách cái chấm màu nâu đó. Yeah. Nhìn con sông mát mẻ vậy thôi chứ ai nhà nó nóng quá. Mấy cái chấm trên mặt mình là chảy mồ hôi đấy. Mình cần đi quán cà phê. Jenny nóng quá rồi. I'm dying. Chết rồi. Oh my god, giờ cái mặt mình kìa. Kiềm đẹp.
Ổn không bạn? Các bạn ổn không? Không ổn chút nào. Mình giống như là mình mới đi tắm nhưng mình không có đi tắm. Tắm nắng mới có. Nhưng trong lúc đi bộ đến quán cà phê thì mình sẽ chơi Duolingo. Phải gọi như là vừa chơi vừa học ngôn ngữ. Phải lên ranh thu học thôi còn muốn tấn công mình. Ừ, không có gì chứ mình yêu nhau lắm. Nhưng các bạn thích lên đây học tiếng Anh quá là tiện luôn. Contest. Your lips are pink as roses. Chips. Lips. Yeah, xong một level rồi. Nhưng chúng mình đã tới nơi rồi. Wow, chúng mình sẽ vào đây. Và cái quán cà phê này nó quá là sến luôn. Kiểu là nó có mấy cái tờ giấy nốt tùm la. Kiểu là đầy nguyên cái quán cà phê luôn. Không biết nó có sạch không nữa là vì mấy cái này đã có lâu đâu. Nhưng mình nghĩ là ổn. Không biết nguyên quán cà phê này có bao nhiêu cái tem ha. Nhưng bây giờ mình ngồi đây sạch quá cái quạt chút xíu. Và làm cho cái mặt mình nó nhìn bớt ghê chút xíu. Chứ hồi nãy nó nhìn quá là ghê luôn. Trời nóng quá thì mình đã cột tóc lại và kiểu tóc mình chọn nó hơi em bé chút xíu nhưng nhìn cũng ok. Sớ này à, như nước uống chúng mình đã tới rồi. Khát nước muốn chết luôn. So cute. Not for today. Ồ, cái tên mình cho nó nữa. Chứ người yêu viết thư cho mình nhưng không phải người yêu của mình. Nhưng giờ quá này sến thật luôn. Bây giờ mình sẽ thử cà phê cốt dừa. Để nghe Google dịch quá. Cà phê cốt dừa. Cà phê cốt dừa, đúng không? Đúng không? Ok. Quá là sảng khoái. Mình nghe hơi lố lố. Quả là sảng khoái. Quả là sảng khoái. Quả là sảng khoái. Quả là sảng khoái. Trời ơi, giờ nó nói tiếng Nam luôn. Cà phê cốt dừa. Mình nghe chắc quốc vậy. Quả là đã. Quả là phê. Con cá chê. Để tào lao vậy nha. Tào lao. Mình sẽ viết cái nữa. Không biết nên viết gì nữa. Nhưng mình sẽ viết cái gì đó. Xến lên nó. Ok. Và mình đã viết một cái thứ gì đó quá là xinh. Chẳng biết mình đang viết gì luôn á. Nhưng mình viết gì đó sẽ nằm quá cà phê này mãi mãi. Trời đất ơi, cái tướng của mình nhìn không ổn chút nào luôn. Cái lưng giống ông này nè. Ừ, như viết xong mình nên dán ở đâu ha. I wrote Hà Nội gì mà quá là nóng luôn ý. Nóng thiệt. Nóng thiệt á. Nóng một kiểu ướt chèm nhẹp luôn. Nóng thiệt. Khó bóc ra á. Để mình dán ngay cửa sổ luôn cho nó thoáng. Và dán thêm cái nữa ngay đây. Mình là người Việt, mình không phải là người Tây Ban Nha. Đang nghĩ luôn á, tên nó tào lao á. Nói giỡn lần thôi mà các bạn làm gì quá vậy. Đó chính là cô bạn thân người Tây Ban Nha gốc Việt, có tên là Teresa Nguyễn. Mình nói giỡn lần thôi mà. Và trời ơi, nó dán cái thư đó ngay cái của mình luôn. Và mình đã ngồi vẽ thêm một cái nữa, quá là xinh. Rồi chúng mình đã chơi mới ngu không nữa, nhưng dán nguyên cái hàng nốt này ngay cái bóng đèn, quá là xinh. Và trong nốt thì chúng mình đã đi là mỗi người đã đến đây. Jenny was here. Và các chữ này thì mình sẽ dán ngay trước cửa luôn. Vậy mà xinh à. Thì mình đã tìm một cái góc đẹp đẽ này. Và giờ mình bóc nó ra chợ khó muốn chết. Và dán nó lên đây. Ến, có phải mình sẽ ghi hến không? Để tỏa lòng yêu thương hến suốt bánh tráng của mình. Nữa ha. Xinh. Nói giỡn thì mình ghi xinh. Và chúng mình đang ở Hà Nội tất nhiên không phải thiếu xích lô. Mày leo lên lẹ cho tao. Trời xì mà hối vậy. Trời ơi, nó lắc. Ngồi đây nè, đi thôi nào. Và mình sẽ nói giọng Bắc với chú lái xích lô cho nguyên chuyến đi luôn. Đấy. Dạ, nước Tây Ban Nha ạ. Tây Ban Nha. Dạ, con từ nước Tây Ban Nha về ạ. Là vì hồi nãy người Tây Ban Nha gốc Việt. Không phải là người Tây Ban Nha. Tây Ban Nha nữa. Mình rảnh mình nên thích chọc nó cho vui á. Tây Ban Nha giàu lắm vậy. Dạ đúng rồi, Tây Ban Nha rộng lắm chú ơi. Giàu quý. Giàu, ôi dạ. Mình nghe lộn xa chữ giàu qua chữ rộng. Thôi thế cũng bình thường ạ. Dạ. Tây Ban Nha có giàu không các bạn? Không biết. Chú từng Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha có giàu lắm. Dạ. Chú hôm nay có khỏe không ạ? À? Chú vẫn khỏe. Chú vẫn khỏe, chú thấy con có giọng Bắc nhìn nghe có ổn không? Được, nghe nói được mà. Không lẽ chú ấy thấy không có mời ăn chỗ nào luôn hả? Dạ, con là Việt Kiều từ Tây Ban Nha ý. Ok. Dạ. Chú hiểu rồi. Chú hiểu à? Chú hiểu à. Ok chú. Ok, thank you. Tới nơi rồi hả? Tới nơi rồi. Oh my god. Nhà thờ lớn. Dạ. Hãy đi chơi, chú chẳng đi chơi nửa tiếng. Mình có nên đi tiếp không các bạn? Thôi đi xuống đi bộ đi. Sau mình đã chụp hình với xích lô ngay trước nhà thờ luôn các bạn. Hãy like hình mình trên Instagram đi các bạn. Bấm like đi. Và bây giờ chúng mình đang ở nhà... Trời ơi. Bây giờ chúng mình đang ở nhà thờ. Quá là lớn. Ở Sài Gòn thì có nhà thờ Đức Bà và Hà Nội thì có nhà thờ lớn. Quá là lớn. Chúng mình đã vào tham quan xong rồi tham quan ở ngoài nữa. Biết rồi thích màu của nhà thờ là nhìn kiểu là đẹp hay sao? Xem. Nhìn kia các bạn. Oh my god. Xe buýt Blackpink. Lúc mình quay vlog này thì là ngày 1 của concert Blackpink. Nên có xe buýt quá là hồng này đi một vòng. Ngày hôm sau thì mình đã đi ngày 2. Một những giấc mơ của mình là em muốn đi trà đa Hồ Gươm. Nhưng mình không có ở Hồ Gươm, mình đang ở nhà thờ lớn. Nên bây giờ mình sẽ thử gọi trà đá vỉa hè bằng giọng Bắc. Dạ chú cho con 4 cốc trà chanh được không ạ? Dạ. Ủa có ổn không các bạn? Quá là lố. Và hình như mình gọi thành công là vì trà đã tới nơi rồi. Chúng mình sẽ... Cái quạt phê quá. Đây là trà chanh. Quá là phê con cá chê.
nhưng kiểu vừa uống trà chanh lạnh mà vừa có cái quạt mát mát nó phê phê dữ luôn á. Nhưng bây giờ chúng mình đang lần lượt xài cái quạt và bỗng nhiên thì the fan doesn't work anymore. It does. No. No. Xong phim luôn, cái quạt sảng khoái hết pin rồi. Và bây giờ mình sẽ thử gọi tính tiền bằng giọng bác. Các cô ơi, bao nhiêu chưa ạ? 45 cái giá các bạn. Là you ready? Ok. Dạ cô ơi. Và cô ấy đã giúp một bạn khác rồi. Úp, cô ấy chuẩn bị tới lại rồi. Dạ. Rồi mình đã bị đơ và cô qua đây tính tiền hộ cho con cô ạ. À, mình kiểu là mình đơ quá nên con này nó gọi tính tiền cho mình luôn. Và bây giờ chú nhân viên sẽ tới và mình sẽ thử nó một cách quá là ổn. Nhưng chắc sẽ không ổn đâu. Sợ quá. Mình làm được, mình làm được. Úp, cô ấy đang quay lại. Dạ cô ơi, cho con trả tiền ạ. 80.000. Dạ, bạn này sẽ trả tiền. Mình không suy nghĩ ra câu này nha. Chưa sẽ thử thách mình nói nên hồi nãy mình mới cảm giác nhục như vậy. Như chắc cô ấy đã bó tay luôn. Mình nó nói mà nhục. Ok, mình trốn đây. Bây giờ chúng mình đang đi bộ ngang phố. Đi dạo phố. Đi dạo phố Hà Nội, Hà Nội. Và mình đã nhìn thấy oh, where are you going? Thì mình đã tìm thấy cái Starbucks đặc biệt này. Nhưng khi vào thì quá là thất vọng. Chúng mình tính vào đây để mua ly Blackpink ngầu nhưng nó hết rồi, nó hết rồi. Thì nè, đây là chúng mình hồi nãy nè. Mình ở trên xích lô và nó ở trong nhà thờ. Hôm nay các bạn thấy mình quẩy Hà Nội cái là thử thách giọng bác vậy thôi chứ. Hai hôm trước một thảm họa đã xảy ra. Thì nếu các bạn không biết đem tiết lộ luôn thì mình và Duo đã kiểu là hẹn hò với nhau cho 2 năm rồi. Và chúng mình đã yêu xa nên đây là lần đầu tiên mình gặp Duo á. Đúng là một buổi hẹn hò quá là lãng mạn luôn, còn cưới nhau nữa hả? Thì mình đang quay vlog ở Việt Nam đã đợt đây. Mình đang ở đây với cái đường này nó khá là sớm. Đây mình đang ở đây với một cái white van. Sao mình lại ở đây với cái white van? I don't know but wait, what the heck? Và tự nhiên một cái xe buýt mờ ám đã đến đằng sau mình. Con cứu Duo lại bắt cóc mình. Và bắt mình thay đổi chủ đề video này từ 24 giờ thử đó giọng bắt thành video học tiếng Anh với Duolingo. Thì các bạn có thể hỏi Duolingo là cái mô cái tê gì? Thì là một app học tiếng Anh. Phải gọi như là nó quá là sớm và nó quá là dễ. Và kiểu các bạn có thể học tiếng Anh như một người quá là pro. Và nó rất là nhanh nữa và rất là dễ dùng. Giống như là bạn đang chơi game nhưng bạn đang không có chơi game, bạn học bài, phải không? Duo và Lily. Tôi có nói chuyện được đâu mà trả lời. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử chơi Duolingo và cho các bạn coi là nó như thế nào. Như các bạn thấy á, mình là một học sinh quá là giỏi. Ý là mình hơi bị nhiều level. Do mình tới cửa 11 rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử chơi một cái level vào cửa số 3. Let's go. Nhấn vào các cặp tương ứng. Firm, công ty. Unit. Unit là đơn vị. Follow là theo. Listen là nghe. Yeah, yay. I have a calendar. I have a calendar. Tôi có một quyển lịch. Okay. Wow. Our generation likes coffee. Thế hệ của chúng tôi thích cà phê. Yeah. Duo và Lily thích coffee không? Yeah. Mình thì hơi bị nghiện cà phê rồi. To November. Ah. Và mình đã được 5 lần liên tiếp. Oh. Mình đã chơi quá là siêu tóc trong lúc Duo đang đằng sau mình. Right? Yeah. Yo. Take. Yo. Okay. Kỹ năng nghe siêu đỉnh. Wow. Mọi người thấy ổn không? Ổn xì lố. Và các bạn có thấy là Duolingo chơi chỉ là nó quá là vui phải không? Right? Right? Quá là vui luôn. Duolingo chơi rất là vui. Và giống như là đang chơi game phải không? Phải là chơi game. Và các bạn có thể học được tới 40 ngôn ngữ khác nhau nữa. Bạn có thể download Duolingo. Mình để cái app ở dưới cái link ở dưới, các bạn có thể bấm. Có yêu Jenny không? Yêu? Lily thì sao? Tôi không có yêu. Lily ở đó thì nhưng mình cứ đưa lên cho mình Lily là vợ của mình. Ok, đó là cái đó. Bây giờ mình đang... Nói giọng bác. Bây giờ mình đang quá là chết. Nhưng mình sẽ thay đồ và tối nay sẽ đi ăn với. Ciao. Hello. Đúng, đây là outfit chúng mình tối nay. Tối nay đi ăn tại nhà hàng khách sạn của Blackpink. Sạn nhà hàng quá là xế này. Ok này. Đi thôi. Đi trễ rồi. Chúng mình trễ rồi. Đi rồi. Đi không thôi muộn. Ra đây giấy. Ra hai người bác. Muộn mất. Muộn mất thì sao? Quá thở lâu luôn nha. Chúng mình đã tới Capella. Ui da. Hình như cái này là để cho người ta không có tấn công idol.
Đây là tối hôm qua. Vào thôi nào. Chúng mình đã đột nhập vào rồi và ở trong đây phải gọi là nhìn quá là sến luôn. Nó kiểu là một cái rạp kịch như nó là một cái nhà hàng. Cái quyển menu cũng sến luôn. What? Nhưng giá thì không được sến lắm. Bò xào lúc lắc 1.3 triệu cái gì thế. Nhưng mà lại gọi là lúc lá. Chả hiểu sao lúc lắc đã trở thành lúc lát. Bỏ tay. Và lúc mình vào thì có nguyên một cái xe đồ chua để mình tự chọn mình ăn đồ chua nào. Dạ cái này. What is that back accent, man? No, that is not a back accent, man. Để mình nói lại. Vẫn không ổn lắm. Mình vẫn còn muốn ngắm cái menu hí hí nó vui vui sao á. Nhiều thứ ngó như là lúc lắc. Anh ấy cũng thêm buồn cười luôn. Lúc. Anh nói sao là dư chuột. Dư chuột. Dư chuột. Hình như người miền Nam thì nói dư leo chứ không phải dư chuột. Dư leo. Nhưng tình hình thì chúng mình đã tạo hơi bị nhiều dư chua chua khác nhau. Wow. Món khai vị thì là cái gỏi xoài này. Rồi em làm video mà hai vốn nhìn ở tiếng Bắc. Cái này mát sao chị? Và bây giờ chị Trao sẽ chỉ mình nói giọng ba. Đầu tiên cái này. Cả tuyết em. Cả tuyết. Cả tuyết. Cả tuyết. Hình như ổn. Và món này thì cái này là tuyết em đó. Bò wagyu. Vòi. Bò wagyu đúng không? Và đây là rau. Rau gì vậy? Úp còn có một món nữa à. Bác nói heo là lợn á. À, quá là cầu kỳ. Và chúng mình đã có đầy đủ các món chính rồi. Nó sẵn sàng ăn rồi. Ok, đây là cái gì chị? Đây là thịt lợn. Thịt lợn. Lợn. Thịt lợn. Ổn không? Đó là cái ý là nó sến nó nổi mà kiểu người ta cắt rất là chậm luôn, như là 30 giây để cắt một miếng thịt bò. What? Và đây là các món tráng miệng, nói chung thì các bánh này nó hơi bị khô. Và sau đó chúng mình đã đi tham quan toilet, chẳng biết đang làm gì nữa, kiểu ngắm cái toilet cũng vui đó. Ok, bây giờ đi thiệt nào. Over there, ngay kia kìa. Ôi, nhìn xích lô dữ vậy. Con muốn vào chơi nữa đúng không? Đúng rồi. Và sau đó mình đã đi tô tượng ở Hồ Gươm. Một trong những thứ mình đã rất là muốn làm ở Hà Nội, nhưng bây giờ mình có cơ hội làm. Sớm chưa các chế. Chúng mình mới đi tô tượng xong. Đúng rồi. Và bây giờ hello, chúng... hai chị. Ok. Hai chị có phải theo ra với Jenny mình không ạ? Yeah. Năm hôm trước thì bây giờ hội bạn nói giọng Bắc tại sinh nhật của mình sẽ dạy mình nói giọng Bắc. Nói quá là sến. Quá, quá là sến. Người Nam quá hả? Quá là sến. Luôn quá là sến luôn ý. Cực kỳ là sến. Quá là sến luôn ý. Không ổn rồi nha bà. Quá là sến luôn ý. Quá là sến luôn ý. Ơi câu tiếp theo. Hello chào các bạn, mình là Jenny đây. Hello chào các bạn, mình là Jenny đây. Có đúng không? Rất đúng đúng hả? Đúng, rất đúng. Vô cùng đúng. Quá, quá là đúng. Quá, quá là đúng. Quá là đúng. Để chơi nó đến Bắc. Bây đi 10. Em học thêm. 11/10. 30. Mình cảm giác như mọi người đang sợ đau lòng mình hay sao á. Và đó là 24 giờ nói tiếng Bắc của mình. Bây giờ mình chết rồi. Chúng mình làm nhiều thứ quá. Và bây giờ mình sẽ đi tắm. Bye bye. Bye bye. Dạ bình thường chưa? Bình thường rồi. Ok bình thường rồi. Ok nha. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh mình đi.